Quá xá đã. Lâu quá đâu được lên xe hơi. Hơi bị khớp nha quý vị. Hồi lúc trước nó còn nhỏ xíu à. Hình như cũng mấy tháng trời rồi. Đó đó, xỉu đi con. Tao say xe, mẹ còn say xe là xong nha. Rồi cho ra khỏi ba lô, đưa ra phía trước ngồi nè. Rồi rồi xong. Không vừa hả? Bự quá. Bự con quá trời rồi. Hồi xưa ngồi lên đây vừa thích nè. Rộng rãi thoải mái, còn bây giờ xong xuôi. Con chó phèn á, vậy mắc vô chó con đó là nó giết tiếp vô con mèo. Tôi sắc này ở ngoài ông xem nó giết cái gì mà lại con này lại là nó lại nó kia. Đây, cái người cứu con dẻ vừa nói đó. Chó nó gặp con mèo nào cũng giết, mà riêng con dẻ nó không giết nha. Ông nhìn con dẻ lớn mà ông hết hồn. Tại vì ba tôi ông không có coi kinh mèo. Ông toàn là coi thuyết pháp kinh Phật không. Rồi rồi lại mưa tiếp tục. Mà cái thời tiết cạch giá nó ngộ lắm. Từ hôm qua tới bữa nay mưa 5 phút. Rồi hết mưa 5 phút. Mà ngộ lắm. Muốn mưa lúc nào mưa à. Lúc này dẻ bình tĩnh hơn rồi nè. Hồi nãy mới vô có vẻ hơi bị hoang mang. Không phải nói chứ từng ngồi trong xe hơi của ba tôi ớn lắm. Ông chạy trời ơi chạy rất là sốc, rất là dằn. Ông thắng gấp đó bà con. Mỗi khi mà ngồi xe hơi là ra là có bao nhiêu đồ trong bụng nó muốn ra ngoài luôn. Hồi xưa con dẻ đi xe rất là giỏi, còn bây giờ không biết có thay đổi không. Ê đừng có ói bậy nghe mày. Tao nhìn thấy mày ói là tao ói theo mày thôi nha. Thấy chưa. Mà nhìn kỹ cái mặt này rất là tỉnh nha. Tỉnh hơn mình rất nhiều luôn. Ông nhìn con dẻ mà ông nói trời trời sao nó lớn dữ vậy. Và chúng tôi đã tới quán đồ ăn chay. Cái này là buffet chay nha bà con. Có những món ăn như là tà hủ chiên hay là tà hủ xào xả hay bánh hỏi thì cũng giống như buffet vậy đó, mà những món ăn thông dụng. Ba tôi là ổng toàn là ăn rau ăn cải chứ ổng không có ăn cơm. Nó ăn rau ăn cải vậy đó, còn mình thì kiếm cơm thôi. Có mì xào nè, cải nè, khoái nhất là mấy món tà hủ nha. Đó, đồ kho, đồ xào, đồ chiên đầy đủ hết. Người nào mà đang ăn chay thì vô đây là không có sợ ngán nha. Thích cái gì có cái đó. Canh ở đây thì có hai món canh chua với canh hủ qua, hai loại canh chính nha. Mấy cái này là đồ kho. Rồi cho dẻ ngồi đây nha. Bình thường nó không ngồi kế tôi là nó sẽ nhào ra kiếm chỗ đi. Sao bữa nay ngoan quá vậy? Hay là nó biết? Nó biết ông này từng cứu mà nó quen mà. Rồi bây giờ tới tôi đi lựa đồ ăn nè. Một đống đồ ăn mà lựa có nhiêu đây để ăn nè. Chừng nào ăn hết thì mình gấp nữa, chứ gấp nhiều quá nó ngán lắm. Trong khi người ta ăn cơm thì ba tôi ổng ăn rau. Rồi đó, và người nào ăn thì ăn, còn con dẻ là nó ngồi ngắm từng cái biển hiệu ở đâu có màu sắc, đặc biệt là những cây quạt máy. Nó rất là khoái nhìn quạt máy nha. Ở quán người ta có quạt máy kiểu gì là nó trong từng chi tiết một. Mang tiếng là được đi ăn với chủ mà không bao giờ được cho ăn. Thôi ngắm cảnh là đủ rồi. Đó, ăn xong rồi về liền nha quý vị, chứ không có đi đâu tại bữa nay trời mưa trời bão quá. Đi về nè. Thôi cái tướng này thoải mái nha, chứ nãy mới đi là hơi bị gồng, còn bây giờ là thả lỏng cơ thể nè. Nó chứ nếu mà mình đi chơi xa mà dắt nó đi á, ngồi trong xe hơi là an toàn hơn. Mà đâu có chạy xe hơi, mà tôi ngồi xe hơi lâu là tôi bị này bị kia liền à. Bị nhức đầu chóng mặt muốn ói liền à. Nó cỡ nào cũng không có hết triệu chứng này đâu. Là như cái bữa đi xe Honda nè, nó đang chạy nửa chừng mà cái đường hơi lâu thì mình sợ nó mắc vệ sinh thì mình phải thả nó xuống công viên. Mà nếu trên xe hơi là khỏe rồi, lấy cái thao để cho nó đi được rồi. Có bạn comment nói là nếu chị không muốn say sóng thì chị tập lái xe là đi thi bằng lái xe hơi đó. Mà tôi không có sở hữu, với lại mình không có nhu cầu nữa. Và tự nhiên không có sở hữu xe hơi mà tập lái xe cho nó uổng tiền không? Có nên học không trời? Mà nghe nói học lái xe bây giờ là mười mấy triệu đúng không? Ở chỗ mọi người nhiêu tiền? Có người nào biết cái giá học lái xe tôi biết nha. Thì không lẽ tự nhiên cái bỏ ra mười mấy triệu đi học lái xe cho không bị say sóng. Và chưa chắc gì mình sắm xe hơi nữa. Chỉ cần ngồi trong xe có chừng một tiếng đồng hồ là muốn dội liền. Muốn kiếm chỗ nằm liền luôn.